Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử chất âm của một dòng loa rất chi nổi tiếng, đó là dòng loa Audio Center PF8+. Dòng này nó được sở hữu một bát 20 và một tép kèn màu đỏ đun. Với sản phẩm hàng xịn bãi, xịn của hãng thì cái tép kèn của nó, các bác nhìn cái màu đặc trưng của nó nhé. Bất kể các đời, dù 8+, 10+ hay 12, 15+ thì màu nó đặc trưng, một màu đỏ đun này nhé các bác nhé. Với sản phẩm này thì các bác dùng để hát karaoke hay nghe nhạc nó cũng rất chỉ là hay. Và đặc biệt các bác phối ghép với những cặp loa lằm của BMB hay những cặp loa bô, hay bất kể những bộ dàn hát karaoke nào nó thiếu lời hay thiếu tép, thì dòng loa này nó là lựa chọn số 1 để các bác phối ghép cùng các dòng loa để tăng thêm cái lời ca, tiếng hát của nó rất chỉ là bay bổng nhé. Và với video này thì em sẽ test thử đại diện một cặp loa này, và rất nhiều các bác đã ủng hộ và tin tưởng bên cửa hàng, các bác đặt nhiều, rất nhiều những sản phẩm này bên em. Và giờ đây em sẽ test thử cái chất âm, mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của dòng loa Audio Center PF8+ này nhé. Trước khi test thì em sẽ quay về cái ngoại hình của nó, rất chi đẹp nhé các bác nhé, quá đẹp luôn. Đây là cái thông số đằng sau, Audio Center PF8+, thương hiệu của Tây Ban Nha rồi, hàng xịn sò. Chất âm thì quá tuyệt vời nhá, công suất của nó đạt lên đến 200W, trở kháng là 8 ohm. Nói về dòng 8 ohm thì cặp phối ghép với bất kể những dòng loa nào nó đều rất hợp nhá. Sản phẩm lựa chọn để các bác có thể phối ghép với bất kể những bộ dàn hát karaoke này. Với hình thức của nó thì quá đẹp. Với trong lô hàng sản phẩm của em về thì toàn bộ đẹp đồng đều như nhau nhé. Một lô sản phẩm có hơn 20 cặp như thế này. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm Audio Center PF8+ này, các bác cứ alo cho em.
qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và báo giá các bác với những sản phẩm này thì bên em đang cung cấp có giá vào 6.800.000, một cái giá rất là tuyệt vời để giải pháp các bác phối ghép với những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke đẳng cấp. Và cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn rất nhiều các bác khách đã ủng hộ bên cửa hàng những cặp Audio Center VA8 cộng này. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.